Hello, Kinh Tiếng Pháp Vĩnh Long xin chào các bạn nghe. Mình đang đứng ở chợ trời nè các bạn ơi. Bữa nay mình đi mua sắm đồ sửa xe ở chợ trời nha. Khu chợ này nó bán rất là nhiều đồ gia dụng rồi có nông ngư cụ rồi tất cả đều có ở đây nghe. Rồi phân bón cây cảnh rồi thức ăn cho cá cũng có luôn nè các bạn. Cái chợ trời này nó có từ rất lâu nha các bạn, nó nằm cạnh bên chợ lớn của Vĩnh Long nha cả nhà ơi. Đưa lên đâu có cho ghế gì coi đâu mà sao. Cho lên YouTube luôn. Lâu đi chợ trời ăn bữa quay luôn. Chợ trời Vĩnh Long nghe các bạn. Nắng nó ghê luôn á, nhìn ha. Dắt chiều chắc nó đông hơn. Không có, đâu chợ giờ cũng dắt ghê. Tại giờ đúng là dưới em sửa xe cũng vắng muốn chết luôn. Năm nay mà ăn có được gì đâu, dừa heo cuối gì. Cái chỗ này là chỗ bán đồ nghề với cái đồ sửa xe nghe cả nhà, chỗ của anh Đạt ở Vĩnh Long này nổi tiếng ở trong khu chợ này nghe, bán đầy đủ dụng cụ sửa xe nghe, sửa xe máy rồi đó là đầy đủ không thiếu thứ gì nghe cả nhà. Và dài phía bên kia là chỗ bán mâm bán phuột đồ nghe, khu chợ này đồ xe đồ gia dụng rồi nông ngư cụ bán rất là nhiều đồ luôn cả nhà ơi, ốc vít vỏ guộc đồ cũ đồ mới có luôn nghe, đã kêu chợ chợ trời là đồ cũ đồ gì cũng có hết trơn nghe cả nhà, đồ luộc đồ gì đó nghe có đầy đủ nha. Xin mời cô chú anh chị và các bạn theo mình đi theo từng ngõ ngách của cái khu chợ trời này luôn nghe cả nhà, cũng xin chúc cả nhà xem video vui vẻ và chúc một ngày mới an lành hạnh phúc và mừng ăn thuận lợi luôn nha, xin cảm ơn ạ. Để mình ghé vô đây mua mớ ốc vít Long Đền nha cả nhà. Chục ốc Bắc Hợp Xích. Bịch Long Đền 6 ly. Cái này vô bịch sẵn rồi đúng không? Cái này. Bịch 6 ly. Sáu ly 6, 6 ly 15. Con này về nó chế hợp xích ngon ạ. Đây. Đây nè cả nhà thấy có bán máy nổ luôn nè nghe. Không? Bán đầy đủ đâu có thiếu gì, cái gì cũng có, đã kêu bằng chợ trời rồi là cái gì cũng mới có nha cả nhà. Đồ lau nồi, đồ rửa chén, rồi những cái ổ khóa cũng có luôn nha, ổ khóa cửa, khóa nhà có đầy đủ nha cả nhà ơi. Cả nhà và các bạn ơi, ở đây bán không thiếu thứ gì nha, vỏ xe, guộc xe, rồi mâm xe, những xe thồ, xe kéo, xe lâu gì đầy đủ luôn nha cả nhà ơi. Mua cũ đổi mới luôn nha.
chìa khóa bao nhiêu vậy anh Đạt? Cái kia 180 à. Rồi tính tiền luôn anh Đạt ơi. Tính tiền xong rồi, coi như chuyến đi mua sắm xong rồi. Xin hẹn các bạn ở video sau nha. Xin chúc tất cả ngày mới vui vẻ ạ. À.